Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Thu, giáo viên ngôn ngữ văn trường trung học phổ thông Quảng Sương 1. Hôm nay để tiếp nối với chủ đề thơ nôm, thơ trung đại, cô sẽ cùng các em ta tìm hiểu về nhà thơ Trần Tế Xương. Như các em đã biết, cuối thế kỷ thứ 19, ta có thể thấy nổi bật hơn cả là hai nhà thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương. Tuy nhiên, Nguyễn Khuyến lại thiên về mảng thơ trữ tình, còn Trần Tế Xương lại thiên về mảng thơ trào phúng. Mỗi người lại có một thế riêng của mình, mỗi nhà thơ đều để lại trong lòng người đọc những ấn tượng rất sắc nét. Tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về nhà thơ Nguyễn Khuyến rồi. Hôm nay, cô và các em chúng ta cùng tìm hiểu về nhà thơ Trần Tế Xương qua bài thơ Thương Vợ. Bài thơ Thương Vợ là một bài thơ trữ tình, nhưng chất trào phúng vẫn thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó, vẫn là nét riêng rất rõ của Trần Tế Xương qua bài thơ này. Bây giờ cô cùng các em đi tìm hiểu bài thơ. Trước tiên, đó là cô giới thiệu cho các em về chân dung của nhà thơ Trần Tế Xương của họa sĩ Trần Quang Chân vẽ. Cái thứ hai, đó là cô giới thiệu khái quát cho các em về nội dung của bài học ngày hôm nay. Bài học nay gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất, đó là một tìm hiểu chung. Phần này chúng ta sẽ nắm 2 đơn vị kiến thức đối với tác giả, tác phẩm. Và phần thứ hai, đó là chúng ta tìm hiểu về phần đọc hiểu văn bản. Thì phần này chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu và làm nổi bật lên 2 cái đơn vị kiến thức chính, đó là hình ảnh bà Tú thông qua sự cảm nhận của ông Tú, và cái thứ hai là thông qua hình ảnh bà Tú để chúng ta hiểu được tâm sự của ông Tú. Và đơn vị cuối cùng đó là phần tổng kết, chúng ta sẽ khái quát về nội dung và nghệ thuật. Trước tiên, cô và các em đi tìm hiểu về nội dung chính đầu tiên, đó là về một lớn tìm hiểu chung. Trong mục tìm hiểu chung này thì chúng ta sẽ có 2 đơn vị kiến thức cần tìm hiểu. Nhất, đó là về tác giả. Trong phần tác giả này thì các em sẽ nắm bắt cho cô 2 đơn vị kiến thức. Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó là cuộc đời. Về cuộc đời Trần Tế Xương thì các em lưu ý cho cô đầu tiên đó là năm sinh năm mất. Ông sinh năm 1870 và mất năm 1907, tên thường gọi là Tú Xương. Em thấy là nghe cái tên Trần Tế Xương thì chúng ta có thấy vẻ xa lạ đúng không? Nhưng mà nói Tú Xương thì chúng ta lại thấy rất gần gũi và thân mật. Và các em thấy là ông mới chỉ sống có được 37 năm. Và ông bị mất ở trong một lần bị cảm nặng ở quê nhà, ở quê ngoại. Cái điểm thứ hai mà các em chú ý cho cô đó là về quê quán. Quê ông ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Và hiện tại bây giờ đó là thuộc phố Hàng Nâu của thành phố Nam Định. Cái đơn vị thứ ba mà chúng ta cần nắm bắt về cuộc đời đó là về hoàn cảnh xuất thân. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, cha là người có học và cũng đã từng đi thi nhưng không đỗ đạt. Các em thấy là đây có giới thiệu cho các em là cái ngôi mộ của Trần Tế Xương được đặt rất là trang trọng ở trung tâm bờ hồ của thành phố Nam Định. Đây mà một chút em. Cái điểm tiếp theo mà chúng ta chú ý ở đây đó là về con đường học vấn. So với Nguyễn Khuyến thì các em thấy Nguyễn Khuyến là thuận lợi cho con đường khoa cử bao nhiêu thì Tú Xương lận đận bấy nhiêu. Mặc dù ông đi thi rất là sớm, 15 tuổi ông đã đi thi nhưng không đạt. Và các em biết là nhà nước xưa thì 3 năm mới mở một khoa thi, và hai khoa thi tiếp theo ông đều liều trọng đi thi nhưng cuối cùng cũng không đạt. Và cho đến tận lần thứ tư là năm 1894 thì ông mới đỗ. Nhưng cái đỗ đây cũng chỉ là đỗ rớt bảng, đỗ cuối bảng. Và lần lượt những khoa sau nữa, ông miệt mài rèn giũa kinh sử nhưng cuối cùng vẫn trượt. Và các em thấy là 8 lần đi thi thì ông mới chỉ đỗ danh vị tú tài. Và để lý giải cho cái việc thi cử của ông thì chúng ta thấy lý do vì sao mà ông là con người rất tài năng như vậy nhưng cuối cùng thì
thi vẫn đậu, vẫn trượt. Vậy thì chúng ta có thể lưu ý một chút, đó là về con người của ông. Mặc dù là con người rất là tài giỏi, thông minh, nhưng đồng thời ông cũng là người có cá tính góc cạnh, có tính cách rất là phóng khoáng. Và chính bởi vì cái tính cách đó cho nên là ông không chịu gò mình trong khuôn khổ hà khắc, phép tắc của trường thi. Và chính bởi vì cái tính cách và cái không chấp nhận cái khuôn khổ phép tắc hà khắc của trường thi, thì cái việc mà không đỗ đạt cũng có thể là đương nhiên. Cũng chính con đường học vấn như vậy nên ông sáng tác rất nhiều những cái bài thơ về đề tài thi cử này. Và trong đó thì có những câu thơ nghe thật xót xa, cay đắng tội nghiệp. Cô có thể đọc cho các em tham khảo. Bụng buồn còn nói năng chi, đệ nhất buồn là cái hỏng thi. Một việc văn chương thôi cũng nhảm, trăm năm thân thế có xa gì. Em thấy những câu thơ nghe thật xót xa, cay đắng. Hay mấy khoa thi hương không đậu cả, ba lũ vườn hoang bán sạch rồi. Gạo cứ lệ ăn trong bữa một, vợ quen dạ đẻ cách năm đôi. Các em thấy hoàn cảnh thật đáng thương. Ông có rất nhiều bài thơ có nội dung như thế này và đã trở thành một đề tài trong thơ của ông. Vì cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp khoa cử, mà càng theo đuổi cuối cùng thì ông vẫn không thành công. Và đó chính là những vần thơ cay đắng xót xa tuổi hồ. Ta sang đơn vị thứ hai, đó chính là về sự nghiệp thơ văn. Nhất đó là về số lượng tác phẩm. So với Nguyễn Khuyến, ông đã để lại cho sự nghiệp văn chương của nước nhà trên 800 bài thơ, thì Tú Chương chỉ còn lại có hơn 100 bài. Và phần lớn sáng tác của ông đều là theo ngẫu hứng và ít ghi lại. Sau này những tác phẩm của ông còn lại chủ yếu là do ông nhớ hoặc được bạn bè ghi chép. Nhưng có nhiều bài nó ghi không chính xác hoặc cũng có thể thêm bớt vào. Cái điểm thứ hai mà chúng ta lưu ý về sự nghiệp thơ văn đó là về thể loại. Thể loại của ông, trong sáng tác của ông Tú Chương rất là phong phú và đa dạng. Đấy, thơ này, văn tế, câu đối và thơ phú. Nhưng sáng tác nhiều nhất của ông đó chính là ở thể loại thơ nôm đường luật, chiếm số lượng và nhiều nhất, cũng là thành công nhất. Ở trong mảng thơ nôm này thì chúng ta thấy thường nói đến chất trữ tình và chất trào phúng, thì trong thơ Tú Chương ông cũng sáng tác gồm hai mảng này. Về mảng thơ trào phúng thì các em thấy đây là một mảng thơ sở trường của Tú Chương. Cái nội dung ở trong thơ trào phúng này chủ yếu ông đã vạch ra những cái bộ mặt thực của xã hội thời đó với tất cả những tình trạng thối nát, xấu xa, bị ổ, như bài thơ Năm mới chúc nhau, hay là ở trong bài thơ Vịnh Hoa Thi Hương mà sau này các em tìm hiểu. Còn ở mảng thơ trữ tình, ông thể hiện những quan niệm về đạo đức, về tình cảm, về những trăn trở đau xót bế tắc của ông trước hoàn cảnh của xã hội và cũng như là của chính bản thân mình, được thể hiện ở trong bài thơ Sông Lấp là Áo Bông Che Bạn. Mà đặc sắc nhất ở trong bài mảng thơ trữ tình ở đây cũng có thể nói tới đó là bài thơ Thương Vợ. Và dù có sáng tác ở mảng thơ nào thì nó đều bắt nguồn từ tâm huyết của ông với dân, với nước, với đời. Ở trên chúng ta vừa tìm hiểu xong cái phần thứ nhất là về tác giả. Ta sang phần thứ hai là tìm hiểu về tác phẩm. Đầu tiên ta có thể nói tới đề tài cho sáng tác của Tú Chương trong bài thơ này, đó là đề tài về bà Tú. Vậy bà Tú là ai, là người như thế nào mà đã trở thành một đề tài lớn trong sáng tác của Tú Chương? Trước tiên ta tìm hiểu bà Tú. Bà Tú tên thật là Vọng Thị Mẫn, quê ở Hải Dương và sinh ra và lớn lên ở Nam Định trong một gia đình có học thức. Và có thời kỳ bà đã phải sống bằng nghề buôn bán gạo để nuôi chồng, nuôi con. Như các em biết, cái việc một người phụ nữ nuôi chồng, theo đuổi sự nghiệp khoa cử ở trong xã hội xưa thì rất là bình thường. Và trong ca dao thường có những câu: ngắm trăng trải chiếu hai hàng, để chàng đọc sách, để nàng quay thơ. Người phụ nữ có thể làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi chồng học hành, nhưng với Tú Chương luôn xem việc phải ăn nhờ
Mình phải phụ thuộc vào sức lao động vất vả của người vợ. Ông luôn xem những việc ấy là nỗi đau, là sự tủi hổ. Chính vì vậy mà ông luôn trân trọng và luôn biết ơn vợ. Đó cũng là lý do vì sao mà nhiều lần ông đưa những hình ảnh người vợ tần tảo nuôi chồng nuôi con vào trong thơ của mình. Và cũng chính vì vậy mà tao thì nói rằng bà Tú tuy có vất vả nhưng bà lại cũng có những hạnh phúc riêng của mình. Nhất là so với phụ nữ cùng thời, bà được chồng quý trọng và được biết ơn, cảm thương, chia sẻ. Cái thứ hai, đây cũng là một đề tài rất độc đáo. Lý do vì sao lại nói đề tài này là một đề độc đáo? Bởi vì nó viết về người vợ. Và các em biết là trong thơ xưa, rất ít nhà thơ viết về vợ, hoặc có viết thì chỉ viết khi mà người vợ đã qua đời. Bởi vì cái đề tài này nó thuộc một đề tài tình cảm cá nhân, riêng tư. Mà đã là cá nhân riêng tư thì nó không mang tính chất trang trọng và không được đưa vào thơ trung đại. Và đó cũng chính là nguyên tắc của thơ trung đại. Nhưng với Tú Xương thì các em thấy lại khác. Ông viết về vợ bằng một cái tình cảm biết ơn, quý trọng, viết về những cuộc sống mưu sinh vất vả. Và đó cũng chính là cái điều độc đáo, là điều rất đáng quý ở trong thơ của Trần Thế Xương. Điểm thứ hai về phần tác phẩm mà các em cần lưu ý cho cô, đó là về thể loại. Bài thơ này được sáng tác theo kiểu thơ nôm đường luật, cụ thể hơn nữa là thất ngôn bát cú đường luật. Với thể thơ này thì chúng ta sẽ tìm hiểu bố cục của nó theo rất nhiều cách. Ở đây cô sẽ giới thiệu cho các em hai cách. Thứ nhất đó là về thực luận kết, và cái thứ hai đó là về cái mạch trữ tình trong thơ qua hình ảnh nhân vật, đó là hình ảnh bà Tú. Và thứ hai, hình ảnh bà Tú thông qua sự cảm nhận của ông Tú. Và cái thứ hai nữa là hình ảnh của ông Tú qua lỗi lầm thương vợ. Bây giờ trên đây là hai đơn vị kiến thức chính mà cô giới thiệu với các em về tác giả tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đơn vị kiến thức thứ hai, đó là phần đọc hiểu văn bản hai lớn. Nhưng trước khi tìm hiểu phần đọc hiểu này thì cô cùng các em chúng ta cùng đọc bài thơ. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Một xuyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Em thấy bài thơ nghe thật đúng nhạc buồn, thật xót xa, thật đau đớn, đúng không? Trước một con người đó là thông cảm, sẻ chia, thương yêu thương vợ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái đơn vị kiến thức thứ nhất, đó là hình ảnh bà Tú thông qua sự cảm nhận của ông Tú. Tiên chúng ta tìm hiểu ở hai câu đề. Trước hết, tác giả đã tái hiện cái bối cảnh thời gian và không gian làm việc của bà Tú như thế nào. Hai câu đề: quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Em thấy đây là một bức tranh minh họa. Một bên là ông Tú và một bên đó là năm đứa con. Đấy, nghe nó thật là cân xứng, đúng không các em? Vậy thì tôi quay trở lại cái bối cảnh thời gian mà được tác giả nhắc đến ở trong thơ đầu tiên, đó là gì ạ? Đó là quanh năm, qua chi tiết quanh năm. Quanh năm ở đây cho ta gợi cái thời gian lao động nó triển miên suốt tháng, suốt năm, không trừ ngày nào. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này tiếp với năm khác, nó không quản nắng mưa. Nó như là một vòng quay liên tục khắc nghiệt đối với bà Tú. Còn bối cảnh không gian buôn bán của bà Tú ở đây, đó chính là ở mom sông. Ở trong phần giải thích sau khoa có nói rằng mom sông ở đây đó là một phần đất nhô ra ở phía lòng sông. Và các em thấy người dân ở đây và cả bà Tú nữa thường đến đây để đi họp chợ. Và với không gian ở mom sông như vậy thì
nó gợi chúng ta cảm nhận một cái địa thế rất là trong tranh, rất là nguy hiểm và có thể nó đe dọa đến tính mạng của con người. Vậy là ở trong câu thơ mở đầu em thấy nó được gợi lên cái hoàn, nó gợi lên cái hoàn cảnh làm ăn buôn bán của bà Tú. Câu thơ như là một lời giới thiệu, nó làm hiện lên hình ảnh của bà Tú tần tảo lam lũ, và ẩn chứa sâu ở bên trong đó chúng ta còn thấy nó là cả sự xót xa ái ngại của ông Tú trong công việc buôn bán của bà Tú. Và để hiểu rõ đúng nhỉ, lý do vì sao mà bà Tú lại phải vất vả, phải dân chuân, phải quanh năm suốt tháng như vậy trong công cuộc mưu sinh của mình, thì đến câu thơ thứ hai chúng ta dường như đã tìm ra được cái nguyên nhân đúng nhỉ, cũng như là cái kết quả công việc mà bà Tú bị vất vả như vậy, được thông qua hai hình, thông qua hình ảnh, và hình ảnh này nó giống như là một gánh nặng trên vai của bà Tú, đó là nuôi đủ 5 con với một chồng. Ở đây dường như là một chồng nó như ngang bằng, nuôi một người chồng nó như ngang bằng với nuôi 5 đứa con, và nó trở thành một gánh nặng đặc biệt của bà Tú. Như các em thấy, con số 1 và con số 5 nghe thì nó thế nào ạ? Nó chênh lệch, nhưng trong cái câu thơ này thì em thấy nó dường như là nó có sự cân xứng với nhau, ngang bằng với nhau. Tại sao ông Tú lại nói như vậy? Tại sao ông không nói là gì ạ? Nuôi đủ 5, nuôi đủ 6 con đi, hoặc là gì ạ? Đó là nuôi đủ 6 người trong cùng một gia đình, mà lại tách ra là 5 con với một chồng, mà cũng không phải là một chồng trước, 5 con sau. Vì các em biết là gì đấy ạ? Cái trách nhiệm của bà Tú nuôi con thì đó là cái bổn phận của người mẹ. Và em thấy là ở Việt, người phụ nữ Việt Nam xưa ấy, thường diện đó là cá chuối đắm đuối vì con, cho nên cái việc mà bà Tú nuôi con là một lẽ đương nhiên, nhưng ở đây lại thì nuôi cả một ông chồng nữa. Đấy, cho nên cái từ với ở đây, đấy, tác giả tạo ra một thế cân bằng ở hai đầu đòn gánh, nó có cái hàm ý đúng nhỉ, là mỉa mai giễu cợt, chế giễu chính mình, và đó cũng chính là cái thái độ tự trào của tác giả. Ông xem mình như là một đứa con của bà Tú, thậm chí là gì đấy ạ, có là một gánh nặng hơn cả 5 đứa con. Và cũng ẩn qua cách dùng từ như vậy, chúng ta thấy ông Tú cảm thấy xấu hổ, cảm thấy xót xa cho mình. Học hành thi cử là như vậy đấy, mà cuối cùng vẫn trở thành gánh nặng cho vợ. Không chỉ như vậy, các em còn chú ý cho cô, đó là cụm từ nuôi đủ. Chúng ta hiểu nuôi đủ ở đây nghĩa là như thế nào? Đủ có nghĩa là không thừa, không thiếu, đúng nhỉ? Và nuôi đủ ở đây là gì ạ? Ở đây bà Tú nuôi là nhỉ? 5 con với một chồng. Mà ông chồng ở đây là ai ạ? Đó là một ông quan thái gia. Ông chồng ở đây là ai? Đó là một nhà nho. Mà các em biết, một nhà nho thì bao giờ cũng thế nào ạ? Suốt ngày chỉ biết, quanh năm suốt tháng chỉ biết rùi mài kinh sử để lều chồng đi thi. Còn một ông quan đúng không ạ, thì thường là nó có những cái thú vui của những nhà nho, đúng không? Đấy, các em sau này tìm hiểu cái bài thơ, và sẽ tìm hiểu tác phẩm Chữ Người Tù Tù của Nguyễn Tân, thì các em sẽ thấy nó là các cái thú vui của nhà nho. Còn quay trở về ở đây nó là nuôi đủ. Vậy thì các em thấy cái việc mà chúng ta có đủ trong một bữa ăn, có đủ ăn đúng nhỉ, rồi gì ạ, nó là có đủ mặc, thì đó là vui rồi. Nhưng ở đây cái nuôi đủ của bà Tú ở đây nó lại gì ạ, lại khác, nó là nuôi một ông quan, nuôi một nhà nho. Vì vậy cho nên là nó không chỉ là đủ ăn đủ tiêu, mà còn thậm chí là gì các nhỉ, đó là phải gì ạ, đó là có, phải có cả là tiền chu cấp để cho ông Tú đủ chơi. Và có đủ được như vậy thì làm sao, bà Tú phải làm sao, thì phải tần tảo, phải đảm đang, phải tháo vát. Và chính cái sự đảm đang, tần tảo, tháo vát đó, bà đã làm tròn trách nhiệm, làm tròn đúng là xuất sắc cái nhiệm vụ
cũng như là trụ cột kinh tế trong gia đình. Và cái cách nói là gì ạ? Với, và cách nói gì nhỉ? Năm một rồi gì ạ? Đó là đủ. Thì chúng thấy nói giọng điệu rất là hóm hình, rất tự chào, tự chế giễu mình của nhà thơ. Và các em thấy là đằng sau sự nói đủ ấy, ta đã thấy rõ sự biết ơn, sự trân trọng, ngưỡng mộ của ông Tú đối với bà Tú. Vậy thì qua hai câu đề, tác giả đã giới thiệu được cái nỗi vất vả gian truân của bà Tú bằng tấm lòng yêu thương và tri ân vợ của mình. Đây là hai bức tranh minh họa cho cảnh những người phụ nữ lam lũ tần tảo đảm đang sớm khuya trong công việc buôn bán nơi sông nước. Em thấy là lòng thương xót khôn nguôi khiến cho Tú Sương cứ triền miên trong cảm nhận nhói buốt về thân phận của bà Tú, được cảm nhận ở hai câu thực như thế nào. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Các em quan sát hai câu thơ, chúng ta sẽ thấy được cái nghệ thuật nổi bật lên ở đây, đó là nghệ thuật đảo cấu trúc, hay còn gọi là đảo ngữ. Lặn lội thân cò, eo xèo mặt nước. Em thấy nếu như đúng cấu trúc của câu thơ là phải gì ạ? Thân cò lặn lội, mặt nước eo xèo. Nhưng ở trong đây, nhà thơ đã đảo vị trí lặn lội và eo xèo lên trên đầu câu để nhấn mạnh hai động thái của bà Tú trong công cuộc mưu sinh. Từ lặn lội ở đây, chất nó là từ tượng hình, nó gợi ra những dáng vẻ vất vả, nhọc nhằn, xông pha của bà Tú nơi đầu sóng ngọn gió trong cuộc sống mưu sinh. Nếu từ lặn lội là từ tượng hình thì từ eo xèo ở đây là từ tượng thanh, nó gợi ra những âm thanh, nó tái hiện những hình ảnh bà Tú trong công việc buôn bán đời thường. Ở đây cô muốn nhấn mạnh các em, đó là gì ạ? Công việc buôn bán đời thường. Vì sao lại như vậy? Bởi vì các em thấy là cái từ eo xèo, đúng không nhỉ? Bản thân của cái từ đó, nó chính là gì ạ? Nó là những lời qua tiếng lại, là cái lời kỳ kèo thơm bớt, bon chen để tranh hàng giành khách giữa buổi chợ đông hỗn tạp. Và các em thấy trong công việc buôn bán không tránh khỏi được cái điều ấy. Và bà Tú cũng vậy. Không chỉ thế, các em thấy ở đây nhỉ, cái cụm từ mà chúng ta nói tới đó là gì ạ? Khi quãng vắng và buổi đỏ đông. Hai cụm từ này nó gợi cho chúng ta đó nhỉ, đó là bối cảnh về không gian, thời gian làm việc của bà Tú. Nó đến đây chúng ta lại nhắc lại, đó là ở hai câu đề, tác giả cũng đã tối tái hiện lại cái bối cảnh lần thứ nhất, đó là gì ạ? Quanh năm buôn bán ở mâm sông. Nhưng các em thấy cái bối cảnh đó nó lại gì ạ? Đó là mang tính khái quát chung về cái gì các em nhỉ? Đó là cái khoảng thời gian quanh năm suốt tháng làm việc của bà Tú. Thì đến câu thơ này chúng ta lại thấy, đúng không nhỉ? Cái không gian thời gian làm việc ở đây nó lại gì ạ? Được thể hiện một cách cụ thể và chi tiết hơn. Cái cụm từ khi quãng vắng, bản thân của cụm từ này nó vừa là bối cảnh không gian, vừa là bối cảnh của thời gian. Cái từ quãng vắng là bối cảnh về không gian, nó gợi cái sự vắng vẻ, heo hút. Và bản thân của cái quãng vắng đó, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy gì ạ? Nó chứa đựng những cái bất chắc và những cái hiểm nguy ở trong đó. Còn kết hợp với khi quãng vắng thì lại gợi chúng ta đó là bối cảnh về thời gian. Nó là khoảng thời gian hoặc là sáng sớm hoặc là tối muộn. Và cái thời gian sáng sớm và tối muộn đó thì mới là gì ạ? Đó là thời gian có thêm để bà buôn bán và để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình. Cho nên khi quãng vắng đó, nó cũng chứa đựng những cái mối nguy hiểm. Và chưa hết, tác giả còn dùng từ đó là gì ạ? Buổi đỏ đông. Buổi đỏ đông đây là một bối cảnh như thế nào? Nó gợi ra, đúng không nhỉ? Đó là một không gian đông đúc, chen lấn, xô bồ.
mà đương nhiên một không gian đông đúc chen lấn xô bồ nó cũng chứa đựng rất nhiều bất trắc trên những con đò chở. Em thấy ca dao cũng từng đã nhắc tới đúng nhỉ, những lời khuyên của người mẹ trong cảnh gì ạ, đó là đò đông. Ra đi mẹ dặn câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ sang. Nhưng các em thấy, khi mà trong công việc mưu sinh vất vả của bà Tú, phải lên những chuyến đò đầy, chuyến đò đông người để kịp bán hàng, để kịp đến đúng thời điểm của phiên chợ. Cho nên bà Tú không được phép phải từ chối. Dù cho đò có đầy hay là đò có đông thì bà Tú vẫn phải làm sao đi ạ? Đó là chen chân lên những chuyến đò đó để hoàn thành công việc của mình. Và các em thấy ở đây cụm từ khi quảng vắng buổi đò đông nó còn gì ạ? Đó là sự đối lập với nhau, đúng không? Đối lập đó là gì ạ? Cái sự vắng vẻ cô đơn, và một bên là gì ạ? Đó là đông đúc tấp nập. Và dù cho có vắng vẻ đúng không, hay là có đông đúc, thì nó đều phải gợi ra cái sự bất trắc, cái sự hiểm nguy. Và càng gợi ra cái sự bất trắc hiểm nguy bao nhiêu thì chúng ta lại càng thấy rõ đúng không nhỉ, cái sự vất vả của bà Tú hiện lên rõ nét bấy nhiêu. Một biện pháp nghệ thuật nữa để người đọc hình dung rõ hơn về bà Tú, đó chính là biện pháp ẩn dụ thông qua hình ảnh thân cỏ. Hình ảnh thân cỏ ở đây là hình ảnh ẩn dụ cho bà Tú, một bà Tú thế nào nhỉ, đơn độc lam lũ lặn lội trong công việc mưu sinh, được đặt trong một bối cảnh đầy bất trắc và nguy hiểm. Không chỉ vậy, hình ảnh thân cỏ nó còn gợi chúng ta liên tưởng rất tự nhiên đến hình ảnh con cỏ trong câu ca dao xưa. Và các em thấy trong giá câu ra trong ca dao xưa có những hình ảnh con cò rất thơ mộng thi vị, như là gì ạ? Con cò bay là bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Nhưng những hình ảnh cánh cò thơ mộng và thi vị như thế này rất là ít, mà đa số là những cánh cò xuất hiện trong ca dao đều là những hình ảnh con cò vất vả tội nghiệp, như con cò lặn lội bờ sông, cánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Hoặc là gì ạ? Con cò mày đi ăn đêm, độ phải cành mềm lột cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Hay là nước non lật đật một mình, thân cò lên thác xuống gành bấy nay. Các em thấy trong một số câu ca dao tiêu biểu trên nó đều có một cái điểm chung, đó là gì ạ? Những con cò đều rất đáng thương, đều rất đáng tội nghiệp. Và hình ảnh con cò đó chúng ta liên tưởng tới đến tức là hình ảnh người lao động. Và nhỏ hơn nữa, đó chính là hình ảnh của những người phụ nữ xưa, trong xã hội xưa, gợi lên đó chính là sự vất vả, sự đáng thương và gì ạ? Đó là rất tội nghiệp. Và các em thấy là con cò trong ca dao xưa nó đi vào thơ của Tú Xương cũng rất sáng tạo. Ở đây tác giả đã sử dụng chất liệu văn học dân gian thông qua hình ảnh đúng nhỉ, con cò. Về những con cò ở đây nó trở thành thân cò trong thơ của Tú Xương. Vậy thì các em thấy cái từ thân ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Trước hết, cái từ thân nó gợi ra cái dáng hình nhỏ bé, cô độc, lam lũ, đáng thương của bà Tú. Sau đó, nó gợi ra cái nỗi đau thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa. Và bà Tú cũng là một trong những người phụ nữ xưa ấy. Không chỉ vậy, chúng ta thấy trước những cái hình ảnh, những câu thơ trên với gì ạ? Đó là cái chất liệu
trong thơ xưa. Tác giả đúng nhỉ, đã làm được bật hình ảnh bà Tú, nó tượng trưng cho hình ảnh của những người phụ nữ nghèo tần tảo Việt Nam, tần tảo đảm đang, và qua đó ta thấy được ẩn chứa sâu ở bên trong đó là gì ạ, cái tiếng ất nghẹn của người chồng khi nhìn thấy cái nỗi cơ cực của người vợ không thể sẻ chia đỡ đần. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy ở hai câu thơ nó làm nổi bật lên sự vất vả gian truân đơn chiếc, đồng thời nó gợi tả cái thân phận nhỏ bé tội nghiệp của bà Tú trong hành trình mưu sinh. Và không chỉ vậy, chúng ta thấy cái tình của nhà thơ ở trong đó, đó là tấm lòng cảm thông xót thương đối với vợ, không chỉ thấu hiểu, không chỉ cảm thương cho cảnh bà Tú vất vả lặn lội trong cuộc sống mưu sinh, mà Tú Xương còn nhập thân vào bà Tú, nói hộ bà những suy nghĩ, những độc thoại để làm nổi bật phẩm giá đáng quý của bà Tú ở trong hai câu thơ luận. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Em thấy ở hai câu thơ này lại một lần nữa tác giả đã vận dụng cái chất liệu của văn học dân gian vào thơ ca của mình. Ở đây tác giả đã vận dụng sáng tạo hai thành ngữ: một duyên hai nợ và năm nắng mười mưa. Hai thành ngữ này được tác giả sử dụng đúng nhỉ, với gì ạ? Đó là từ ngữ câu thơ, nó đối xứng hài hòa với nhau, nó mang đậm màu sắc dân gian và ngôn ngữ biểu đạt. Cụm từ một duyên hai nợ ở đây được tác giả sáng tạo là tách từ duyên nợ. Tương tự đó là một hai duyên nợ, nhưng ở đây tác giả tách là duyên và nợ. Duyên ở đây chỉ có một, là số ít, và nó là duyên vợ chồng. Còn nợ ở đây những hai, đó là số nhiều. Và nợ ở đây gì ạ? Đó chính là vừa là nợ vợ chồng, nhưng đồng thời nó cũng chính là cái nợ đời. Duyên ít nợ nhiều, đó là gì đấy ạ? Nó là gì, cái nhà vừa là gánh nợ, gánh nặng phải chịu của bà Tú, nhưng đồng thời đó cũng chính là số phận của bà. Và các em thấy là quan niệm của người xưa cho rằng vợ chồng lấy nhau nếu tốt đẹp là duyên, còn trái lại là nợ. Vậy thì ở đây các em thấy duyên của ông Tú với bà Tú nó chỉ có một thôi, nhưng nợ lại là hai. Cái cụm từ âu đành phận, từ phận ở đây cho chúng ta hiểu như thế nào? Ở hai câu thực thì các em thấy là có nhắc tới tử thân. Tử thân ở đây nó gợi ra những dáng hình nhỏ bé, cô đơn, lam lũ, đáng thương. Thì ở câu thơ này tử phận cho chúng ta hiểu như thế nào? Đây chính là đúng nhỉ, không chỉ là nỗi vất vả về thân xác mà nó còn là cả về số phận, định mệnh của một kiếp người, nên vì thế nó nặng nề hơn, nó cay cực hơn. Với cụm từ âu đành phận ở đây chúng ta hiểu nghĩa là gì ạ? Đành chấp nhận, đành cam chịu và bằng lòng với số phận, không than thân trách phận, không phiền lòng, không phân trí, mà chỉ lặng lẽ an phận, sáng sức lo toan. Rồi với cái cụm từ là gì ạ? Năm nắng mười mưa. Ở đây cũng được sử dụng rất là sáng tạo. Hình ảnh nắng mưa đó là hình ẩn dụ cho những khó khăn, vất vả, những thử thách săn truân của cuộc đời. Còn từ năm mười đây là gì ạ? Đó là cái số đếm, phím chỉ, nó chỉ cái số lượng gấp đôi, và đó cái nỗi vất vả nó cũng được diễn đạt theo chiều tăng tiến, theo cấp số nhân. Và nếu như cái cụm từ chúng ta tìm hiểu nãy đó là gì ạ? Âu đành phận, đó là chấp nhận, cam chịu, rồi bằng lòng với số phận vân vân đấy. Thì cụm từ dám quản công này chúng ta cũng thấy gì ạ? Không có một lời kêu than oán trách. Và các em thấy ở trong này có hai câu thơ này tác giả đã sử dụng số từ trong câu thơ theo chiều tăng tiến.
1, 2, 5, 10. Vậy thì cách sử dụng các số từ như vậy nó có ý nghĩa gì? Đây, các em thấy đúng nhỉ? Đó chính là gì ạ? Tác giả muốn làm rõ hơn cái đức hy sinh thầm lặng của bà Tú. Một người phụ nữ chịu thương, chịu khó vì sự ấm no, hạnh phúc của chồng con và của gia đình. Đồng thời cách diễn đạt Âu đành phận, dám quản công cũng gợi chúng ta cảm nhận cái giọng điệu thơ, đúng nhỉ? Nhiều xót xa, thương cảm, thương mình nhưng đồng thời cũng thương gia cảnh nhiều éo le. Các em thấy như vậy, ở hai câu luận tác giả đã vận dụng cách sáng tạo chất liệu văn học dân gian để thấu hiểu tâm tư của người vợ. Và càng thấu hiểu tâm tư của người vợ, nhà thơ càng thương vợ một cách sâu sắc vì cảnh đời quấy oăm mà bà Tú phải chịu đựng. Và cũng qua đó, ông càng trân trọng đúng nhà cả cái đức tính cao đẹp của bà. Như vậy là qua hình ảnh đúng nhà của bà Tú hiện lên qua cảm nhận của ông Tú, thì chúng ta thấy 6 câu thơ đầu nói lên điều gì? Tóm lại, 6 câu thơ đầu bằng tấm lòng biết ơn và cảm phục, Tú Xương đã phác họa một vài nét rất chân thực và cảm động về hình ảnh của bà Tú. Một người vợ hiền thảo của mình với bao đức tính đáng quý, đảm đang, tần tảo, chịu thương, chịu khó, thầm lặng hy sinh cho hạnh phúc của chồng con và gia đình. Và các em thấy đúng không? Đó là gì đấy ạ? Với cái sự cảm nhận về bà Tú như vậy thì chúng ta thấy bà Tú ở đây còn hiện lên như chính là hiện thân cho vẻ đẹp của truyền thống, đúng không? Vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Và các em thấy với tấm lòng thương vợ, ơn vợ, không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia, xót thương xa, tri ân, mà còn là đúng nhỉ, tiếng nói bi phẫn, mà nó còn được bật lên thành hành động, và đồng thời đó cũng chính là tiếng chửi. Vậy thì có tiếng chửi đó để nói lên điều gì? Chúng ta sẽ đi vào phần 2, đó là phần cuối ở hai câu kết, đó là tâm sự của nhà thơ Tú Xương. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Em thấy ở hai câu kết này, như cô vừa nói với các em, đúng nhỉ? Đó là gì đấy ạ? Không chỉ là cái sự tri ân, chia sẻ, mà chúng ta còn thấy đó là tiếng nói bi phẫn. Nó đã bật lên thành hành động, thành ngôn ngữ trực tiếp. Vậy thì cái hành động và ngôn ngữ trực tiếp đó chính là tiếng chửi. Vậy thì Tú Xương chửi ai? Và tiếng chửi đó để nói lên điều gì? Thì các em thấy trước tiên chúng ta nói tới đây, đó là nhà thơ tự chửi mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tội làm chồng mà ăn ở bạc, mà hờ hững trong cái trách nhiệm và vai trò của một người chồng, nhưng lại với thái độ gì ạ? Đó là tự lên án, tự phán xét và tự dằn vặt mình. Vậy thì các em thấy rõ ràng đúng không nhỉ? Tú Xương đã nhận ra mình là một gánh nặng đè lên số phận nhọc nhằn của bà Tú. Một nhà nho xuất thân từ cửa khổng dân trình, mang nặng tư tưởng phong kiến, đặc biệt đó là gì đấy ạ? Đó là biết tự xỉ vả, biết tự lên án mình trước một người vợ, xem việc thờ chồng nuôi con là một bổn phận. Và chính cái thái độ tự lên án, tự phê phán, tự phán xét, tự dằn vặt mình như vậy để chúng ta thấy rõ đó là một thái độ đẹp, là một con người có nhân cách đẹp, đúng không? Đồng thời, tiếng chửi của Tú Xương đó cũng chính là biểu hiện của một tấm lòng thương vợ sâu thẳm, mênh mông của ông. Và không chỉ dừng lại đó là tiếng chửi mình, mà Tú Xương còn chửi ai nữa? Đó chính là ông chửi thói đời. Vậy thói đời ở đây là gì ạ? Thói đời ở đây tức là những nếp quen đáng chê trách mà mặc nhiên cứ được công nhận và chấp nhận, khiến cho bà Tú dẫu có tần tảo đảm đang mà quanh năm vẫn nghèo khó. Chữ thói đời ở đây có nghĩa là gì nữa? Đó chính là những tập tục phong kiến với những hào lũy thành kiến bất công của nho giáo. Đó là gì ạ? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.
có nghĩa là gì? Đó là ở nhà thì là thế nào nhỉ? Đó là phải theo cha. Còn lấy chồng đó là phải theo chồng. Phu sướng phụ tùy có nghĩa là gì ạ? Chồng làm cái gì thì vợ phải làm theo cái đó. Và chính cái gì ạ? Cái tập tục phong kiến, cái hào lũy thành kiến bất công như vậy cho nên đã gì ạ? Không cho ông thương vợ một cách thiết thực. Và các em thấy là chính bởi vì đúng nhỉ? Dẫu muốn nhưng ông làm sao có thể lam lũ chân tay lặn lội cùng bà được. Và dẫu có muốn thì ông lại cũng càng không thể dính vào những việc buôn bán eo xèo được. Vậy nên ông tự trách mình đúng nhỉ? Đó là gì ạ? Có chồng hờ hững cũng như không. Và em thấy nhà thơ đã mở rộng từ tình thương vợ, thái độ đối với vợ sang thái độ đối với xã hội phong kiến. Đó là một ý nghĩa, đó là ý nghĩa xã hội sâu sắc của tác phẩm. Và các em thấy đằng sau tiếng chửi mình, chửi đời, chửi xã hội ấy là những giọt nước mắt của nỗi đau, của tâm trạng phẫn uất, của bi kịch. Và Tú Xương đã bật ra câu chữ, đó chính là bi kịch của cả một thế hệ tri thức chứng kiến cảnh xã hội đảo điên biến mình thành kẻ vô tích sự. Và các em thấy ở hai câu thơ kết cũng nhà chúng cho chúng ta thấy nó chính là cả một nỗi niềm tâm sự và thế sự đầy buồn thương, là tiếng nói của một tri thức giàu nhân cách, nặng tình đời, thương vợ con, thương gia cảnh nghèo. Và các em thấy qua hai câu kết này chúng ta cũng thấy Tú Xương thương vợ cũng chính là thương mình vậy. Và đó cũng chính là nỗi đau thân thế của nhà thơ khi cảnh đời thay đổi. Và các em thấy xuyên suốt cả bài thơ, bài thơ nói là thương vợ, đúng nhỉ? Là tiếng nói thương vợ, nhưng đồng thời cũng chính là sự tự trách mình, là tê tái, là đau đớn, là thương mình. Vậy là cô và các em chúng ta vừa cùng tìm hiểu sau nội dung của bài thơ. Bây giờ chúng ta sang phần cuối cùng, đó là phần ba lớn, phần tổng kết. Sau khi tìm hiểu bài thơ này thì chúng ta sẽ rút ra hai cái đơn vị kiến thức chính, khái quát hai đơn vị kiến thức chính. Thứ nhất đó là về phần nội dung. Vậy thì qua bài thơ này chúng ta rút ra được nội dung gì? Thứ nhất, bài thơ khắc họa được chân dung của bà Tú với nỗi vất vả, gian truân, đảm đang và giàu đức hy sinh. Đồng thời, qua bài thơ chúng ta cũng thấy rõ là tình yêu thương, quý trọng vợ, và đó cũng chính là vẻ đẹp nhân cách của nhà thơ. Bên cạnh nội dung đó, chúng ta còn rút ra được bài học về nghệ thuật. Đó chính là cách sử dụng từ ngữ rất là giản dị nhưng giàu sức biểu cảm. Đồng thời, đó là gì ạ? Tác giả đã vận dụng rất sáng tạo những hình ảnh, những ngôn ngữ văn học dân gian và cái ngôn ngữ bình dân. Trên đây là tất cả những nội dung bài học mà cô và trò chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Vậy thì cô hy vọng rằng cái bài học này, sau khi các em học bài thơ và đặc biệt là đối với các bạn nam, sau khi mà các em xây dựng gia đình thì cũng mong rằng các em sẽ nhớ lại một chút đúng nhỉ, về cái bài học này. Và từ cái nội dung của bài học đó thì các em càng yêu thương vợ mình hơn, và quan trọng hơn nữa đó là yêu một cách thiết thực giống như cái mong muốn của nhà thơ Tú Xương. Đó là cái gửi gắm đúng nhỉ, của cô với các em qua bài học này. Còn về nhà thì cô dẫn các em là chúng ta học thuộc bài thơ và xem lại nội dung của bài thơ để chúng ta chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Và bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em.